Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày và đêm qua 17 tháng 11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến đặc biệt to, với lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 17 tháng 11 cho đến 7 giờ ngày 18 tháng 11, như tại Trà Leng của Quảng Nam 436,6 mm, sông Hinh Phú Yên 335,2 mm, Phước Chanh Quảng Nam 276,6 mm, Sơn Tây Quảng Ngãi 200,6 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu dần nên ngày và đêm nay 18 tháng 11 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa tích lũy cả ngày phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Còn Nam Trung Bộ lượng mưa ít hơn từ 20 đến 50 mm và có nơi là trên 70 mm. Sang ngày mai, thời tiết chuyển biến tích cực hơn, khả năng là có nắng yếu trở lại trên toàn miền Trung với nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên mức 24 đến 28 độ tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Bình Thuận, dao động từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, người dân cần phải lưu ý trong ngày hôm nay và ngày mai trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay khả năng sẽ vẫn xuất hiện những điểm đạt mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng với tố, lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người đi đường. Từ sáng đến chiều mai, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ tại vùng cao nguyên và từ 29 đến 32 độ ở Nam Bộ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Nam, gió đông, đông bắc cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng lặng, biển êm. Còn vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa dông giảm dần về diện rải rác, giúp tầm nhìn xa có lúc đạt trên 10 km. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn các hiện tượng cực đoan đi kèm trong cơn dông, tàu thuyền cần phải lưu ý. Và cuối bản tin như thường lệ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.